ơi, đã có rất là nhiều bạn vào phần bình luận yêu cầu chị rằng: chị ơi, chị hãy làm một cái snack phô mai khổng lồ đi. Wow, snack phô mai là một món mà chị cực kỳ thích ăn luôn, nhưng mà chị lại không biết làm. Cho nên hôm nay chị sẽ làm thử những cái snack phô mai nhỏ nhỏ. Nếu mà thành công thì chị sẽ làm một cái snack phô mai to bự khổng lồ luôn nhé các em. Để làm được món này, chúng ta cần phải chuẩn bị snack, trứng và phô mai. Phô mai này là phô mai mozzarella, loại phô mai mà chị đã dùng làm phô mai que đấy các em ạ. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm thôi. Trước tiên là chị sẽ cắt phô mai. Phô mai này các em có thể mua ở siêu thị hoặc các cửa hàng bán phụ liệu làm bánh. Chị mua như thế này là hơi nhiều để bữa sau chị làm món gà cay phô mai. Còn các em thì chỉ cần mua miếng nhỏ nhỏ thôi nhé. Khi trứng tan ra không dính vào nhau như thế này là được các em nhé. Tiếp theo chị sẽ cắt gói snack này ra, sau đó bóp cho thật nhuyễn nhé. Và đổ ra tô. Gói này to quá. Vì chị thấy nó chưa nhỏ lắm cho nên chị sẽ dùng tay và bóp nó ra. Các em cũng có thể dùng máy xay sinh tố nhé. Tuy nhiên khi máy xay sinh tố cho vào xay thì nó sẽ nhỏ quá, chị không thích ăn nhỏ quá như vậy. Ăn như vậy sẽ không còn giòn nhiều nữa. Sau một hồi bóp bóp thì snack của chị đã nhuyễn ra rồi. Bây giờ chị sẽ chuyển sang công đoạn tiếp theo, đó là tẩm snack vào phô mai. Trước tiên là chị sẽ cho vào trứng, sau đó lanh qua snack.
tự như vậy, chị sẽ làm lượt thứ hai để đảm bảo rằng snack đã phủ hết bên ngoài phô mai. Khi chiên thì nó sẽ không bị chảy ra đấy các em. Nếu mà snack không phủ kín bên ngoài thì khi chiên phô mai sẽ bị chảy ra. Chị sẽ phủ thêm một lớp snack lên trên. Sau đó cho vào trong tủ lạnh khoảng 5 phút và đem ra chiên nhé. 5 phút đã trôi qua, bây giờ chị sẽ lấy ra và chiên nhé. Chúng ta sẽ đổ dầu vào trong chảo, sau đó đợi nóng. Thơm lắm các em ạ. Món này chỉ cần chiên sơ là đã chín, bởi vì snack bên ngoài là đã chín sẵn rồi mà. Chị sẽ kéo thử xem phô mai có ngon, có dài không nhé. Món này thì chúng ta ăn không như thế này cũng được, bởi vì snack bên ngoài đã có gia vị rồi. Ngon lắm các em ạ. Bạn nào muốn đậm đà hơn một tí, chúng ta sẽ chấm với tương ớt. Món này thì có vẻ khá giống với phô mai que, tuy nhiên ngon hơn phô mai que rất là nhiều, bởi vì lớp vỏ bên ngoài chúng ta không làm bằng bột dù mà chúng ta làm bằng snack. Snack thì đã được tẩm ướp gia vị sẵn, rất là ngon, ăn cũng rất là giòn. Ngon lắm các bạn ạ. Tại vì chị đã trộn nhiều loại snack vào đây cho nên chị ăn thì cũng không cảm nhận ra đây là mùi của snack nào nữa. Chúng ta sẽ ăn sẽ cảm thấy nó giòn giòn, hơi mặn mặn, rất là ngon. Còn nóng hổi lên đây kia. Món này rất là dễ làm đúng không em? Nếu mà bạn nào cũng muốn làm thử thì hãy thử làm nhé. Chị chúc các em thành công. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video của chị, hãy bấm like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.